Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về công cụ Text để làm việc với lại văn bản ở trong Corel. Để làm việc với lại văn bản trong Corel thì đầu tiên chúng ta phải chọn công cụ Text. Và với công cụ này thì chúng ta cũng sẽ giới thiệu trước, đó là có hai loại Text ở trong Corel. Thực ra thì tất cả các chương trình đồ họa thì nó đều có hai loại này. Một loại là văn bản loại thường ở trong Corel thì nó gọi là văn bản artistic. Thế còn một dạng nữa là paragraph. Thì thao tác thì đối với văn bản artistic text thì chúng ta chỉ việc là kích chuột một cái thôi. Khi nào mà thấy dấu nháy hiện lên thì bắt đầu nhập văn bản vào trong Corel. Ok, đây là văn bản dạng Artistic Text và nó sẽ hoạt động vừa như là văn bản và vừa như là một đối tượng đồ họa. Tại vì các bạn nhìn thấy là khi mà chúng ta chọn cái văn bản này thì cái hộp điều khiển với các cái tay nắm màu đen này thì nó hiện lên bao quanh cũng giống hệt như là cái đối tượng đồ họa khác. Tôi có thể là co kéo, thay đổi kích thước như là một đối tượng đồ họa, nhưng đồng thời tôi cũng có thể là bôi đen để mà thay đổi phông chữ, co chữ, rồi thì các cái định dạng bốn nghiêng vân vân như là một cái văn bản. Thế còn cái dạng thứ hai nó gọi là paragraph thì chúng ta thao tác hơi khác một tí, là chọn công cụ sau đó nhấp giữ chuột và chúng ta vẽ ra một hộp, sau đó thì chúng ta mới nhập văn bản vào đây. Thế chúng ta sẽ thấy rằng là nó có cái sự khác biệt giữa cái văn bản paragraph và văn bản artistic thì ở chỗ là thứ nhất là nó hiển thị ra cái hộp văn bản, thứ hai nữa là mặc dù nó cũng vẫn có những cái điểm điều khiển hiện ra, nhưng mà các bạn sẽ thấy là 6 cái tay nắm điều khiển màu đen thì nó bao ở hai bên cạnh thôi, thế còn ở đỉnh và ở đáy thì nó là hai cái phần màu trắng. Đấy, và kể cả nhìn bằng mắt thường thôi chúng ta cũng sẽ phân biệt được giữa cái văn bản dạng paragraph và văn bản dạng artistic. Và nếu như chúng ta bấm vào đây, chúng ta co kéo cái hộp thì nó sẽ bấm vào các điểm điều khiển này, chúng ta co kéo thì các bạn thấy là hộp thay đổi kích thước chứ không phải là văn bản ở trong đó thay đổi kích thước. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với lại những cái thao tác có thể làm được với lại hai cái dạng văn bản này. Đối với các văn bản ở trong Corel thì không có bất cứ một giới hạn nào về việc tô màu. Các bạn có thể tô bất cứ một cái kiểu nào, bất cứ một cái màu nào. Đây, các bạn sẽ thấy rất là rõ là ở trong Corel thì nó không hề có bất cứ một cái cấm kỵ nào khi mà chúng ta tô màu. Đấy, ví dụ tô màu dạng Solid, nó tô bất cứ cái màu nào các bạn cứ chọn là tô đó. Thế còn ví dụ như là một số các cái dạng mà tô đặc biệt hơn một tí, chẳng hạn như là chúng ta tô theo kiểu gì đây nhỉ, tô chuyển này, thì các bạn cũng thấy là chúng ta rất dễ dàng chúng ta tô chuyển đó, rồi thì tô theo kiểu mẫu tô pattern đây, mẫu tô pattern, rồi các kiểu khác nhau. Nói tóm lại là các bạn thích tô kiểu gì thì nó đều có thể cho các bạn tô, không có bất cứ một cái cấm kỵ gì cả. Cái điều này thì nó hơi khác với lại bên Illustrator. Illustrator thì nó có một cái kiểu tô là tô chuyển, là nó cấm tô thẳng luôn cho text.
đấy. Corel thì thoải mái, bạn muốn tô gì thì bạn tô, bất kể là tô theo kiểu hộp văn bản hay là văn bản dạng artistic. Đây, ví dụ thích tô kiểu mẫu nào thì các bạn cứ việc là bấm vào đó, nó sẽ cho phép chúng ta tô hết tất cả các kiểu, không có cấm kỵ gì. Đây, tất cả kiểu gì cũng được. Tuy nhiên cái điều này thì mặc dù là nó không cấm, nhưng mà chúng ta cũng nhớ luôn đó là về mặt nguyên tắc, những cái kiểu tô phức tạp thì chúng ta chỉ dành cho những cái văn bản dạng tiêu đề, tức là những cái chữ rất là to thôi. Tại vì là khi mà chúng ta tô những kiểu tô chuyển hoặc là tô button hoặc là tô các mẫu tô khác vào thì nó tương đối khó khăn trong cái việc chúng ta đọc nội dung. Đấy, mục tiêu của text đầu tiên phải là để đọc được nội dung đã. Do đó thì cái việc tô phải làm sao không ngăn cản cái việc đọc dễ dàng. Đấy. Chứ nó mà làm khó thì thôi, chúng ta hãy tô một màu thôi, đơn giản. Tô solid một màu, bất cứ là màu gì thì nó sẽ dễ dàng đọc hơn. Còn nó chỉ dành cho những cái kiểu chữ to thì lúc đấy chúng ta hãy tô mẫu tô phức tạp. Thế thì text có những cái vấn đề là tô thì là thoải mái rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm quen thêm một cái vấn đề nữa là chuyển qua chuyển lại giữa hai dạng văn bản. Khi mà chúng ta có một dạng văn bản paragraph hoặc là artistic mà chúng ta muốn chuyển qua cái dạng kia thì chúng ta chọn cái văn bản đó, sau đó thì chúng ta vào trong text. Thì trong menu text này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả những cái lệnh, tất cả những cái thao tác có thể làm với lại văn bản, và các bạn có thể tìm thấy cái lệnh convert ở đây, hoặc là các bạn nhớ thì các bạn sẽ nhấn phím tắt là Ctrl F8 và nó tự động nhận diện là cái văn bản đang được chọn là loại nào. Đấy. Nếu mà đang là artistic thì nó sẽ tự động nhận diện là convert to paragraph. Đây, tôi kích chuột một cái thì các bạn nhìn thấy là hộp bắt đầu bao xung quanh cái khối này. Thế và nếu mà khối này đang là văn bản dạng paragraph thì nó cũng sẽ lại tự động chuyển tên thành convert to artistic nếu như chúng ta chọn lệnh convert này. Tuy nhiên là các bạn lưu ý một vấn đề là khi các bạn co duỗi những cái hộp như thế này thì nó sẽ có một cái vấn đề xảy ra, đó là cái nội dung ở bên trong nó có đủ chỗ để mà chứa ở trong hộp dạng paragraph hay không. Trường hợp mà các bạn gặp phải là thiếu chỗ thì cái khung của cái hộp này lập tức nó sẽ tự động đổi sang là màu đỏ thay vì là cái đường đứt đoạn màu đen như thế này. Đây, hết chỗ là nó sẽ chuyển sang màu đỏ, và đồng thời có một cái dấu hiệu là cái điểm điều khiển màu trắng nó sẽ gì đấy, nó sẽ chuyển sang thành điểm màu màu trắng mà có một cái mũi tên. Đấy, nó báo rằng là mũi tên trỏ xuống là cần phải kéo xuống dưới nữa thì nó mới đủ chỗ để mà chứa. Thế và ngoài cái việc khuyến cáo là thiếu chỗ để trình bày thì những cái trường hợp mà các bạn gặp cái văn bản dạng như thế này thì nó sẽ vô hiệu hóa luôn cái lệnh convert. Lệnh convert lập tức bị chìm đi, không thể kích được. Lý do rất là đơn giản là nó sẽ không biết trình bày cái đoạn text đang bị giấu đi vào đâu như thế nào. Do đó thì chỉ khi nào mà chúng ta mở ra để cho có thể nhìn được đầy đủ các nội dung thì lúc đó cái lệnh này nó mới khả dụng để cho chúng ta có thể là convert thành cái loại thứ hai. Trường hợp text mà chúng ta lại muốn trình bày theo cái kiểu khối văn bản và chia làm nhiều cái khối nội dung chẳng hạn thì chúng ta có thể làm như sau. Đây, ví dụ tôi thiếu chỗ thì tôi có thể là làm theo hai cách. Một là tôi nới cái khoảng cách của cái chiều rộng hoặc chiều cao của cái hộp này ra. Hai là tôi có thể câu cái văn bản, câu cái đoạn mà thiếu chỗ này, tôi đưa ra ngoài. Thì nó sẽ tự động nó đổi cái khối văn bản thừa đó sang cái hộp bên này. Hai cái này như hai cái bình thông nhau. Một khi mà tôi thu cái kích thước của cái hộp này lại bao nhiêu đó thì nó sẽ tự động nó đổ cái phần chữ thừa sang hộp còn lại. Đấy. Và nếu tôi
nới cái thằng này thì nó lại rút lại. Ở đây thì nó cũng vẫn có cái sự ưu tiên nhé, đó là cái hộp nào là hộp chính. Hộp chính mà mở ra đủ chỗ thì bao giờ hộp phụ, hộp mà nới, hộp quê nới nó sẽ giả lại hết cái text về cho hộp chính. Đấy. Còn hộp chính mà không đủ chỗ thì lúc đó nó mới đẩy cái văn bản sang bên hộp kia. Thế việc mà xóa một trong hai hộp này thì có làm mất đi cái văn bản hay không? Không. Nó thông nhau, cho nên là một khi mình xóa cái hộp này thì cái chữ sẽ được đẩy sang cái hộp còn lại. Chỉ có điều là nó có đủ chỗ hay không thì nó lại báo. Thế thôi. Thế đấy là cái dạng paragraph với mấy cái điều lưu ý. Thế còn thao tác với văn bản thì có cái gì khó khăn hay không? Về cơ bản, các bạn đã làm Word hoặc bất cứ cái nào mà có thể làm việc với text thì nguyên tắc làm việc nó cũng tương tự như thế thôi. Có thể làm việc theo kiểu đồ họa là gì đấy ạ? Chọn cả khối như thế này. Đó, chọn cả khối thế này, sau đó thì các bạn sổ danh sách ra, các bạn chọn một kiểu nào đó. Đó. Chọn một kiểu nào đó và các bạn đưa văn bản vào với lại các cái format mới. Đó. Size này. Format bold này, nghiêng này, gạch chân này, đổi kiểu chữ này. Chọn cả khối như này thì nó xử lý cả khối. Còn trong trường hợp mà chúng ta làm việc với lại cái khối này bằng kiểu làm việc văn bản, có nghĩa là bôi đen chẳng hạn, thì tôi có thể là format riêng. Ví dụ tôi đưa ra một cái phông chữ khác, tôi đưa ra một cái size khác. Đó. Tôi tô một màu khác thì nó có thể chấp nhận những cái kiểu làm việc như thế này. Văn bản dạng paragraph cũng thế. Thích có một cái dòng nào đó mà format riêng, màu riêng, các bạn bôi đen và các bạn xử lý nó như là đối với một đối tượng văn bản. Cứ đoạn nào được bôi đen thì sẽ được format riêng, định nghĩa riêng. Thế còn về hiệu chỉnh ý, thì chúng ta sẽ có một số các cái thao tác hiệu chỉnh như thế này. Các bạn chọn cái khối văn bản mà các bạn muốn xử lý, sau đó thì vào menu text. Trong này thì chúng ta sẽ có một số các cái lệnh để mà chúng ta xử lý. Ví dụ như là nếu mà chúng ta chọn edit text chẳng hạn thì nó sẽ đưa cái hộp thoại như thế này ra để cho phép chúng ta có thể là gõ nhập hiệu chỉnh ở trong này. Nhưng mà thực ra thì ít, rất ít người làm việc ở đấy, mà thường là họ sẽ làm việc trực tiếp ở trong cái văn bản ở trên màn hình. Rồi một số các thứ nữa, ví dụ như là chẳng hạn như là text property thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số những cái định nghĩa, những cái môi trường để cho chúng ta có thể là format thay đổi các thứ, thì trong này nó sẽ cung cấp cho chúng ta tương đối là đầy đủ. Đấy. Không khác gì các cái chương trình mà làm việc với văn bản khác. Tuy nhiên là người thiết kế thì có hay dùng cái này không? Thì thực ra mà nói là hầu như là dân làm thiết kế không xài cái này, mà thích cách làm việc trực quan hơn. Cách làm việc trực quan là như thế nào? Tôi lấy ví dụ như là chúng ta có thể là xử lý một số thứ, chẳng hạn như là văn bản nếu mà chúng ta nhiều dòng chẳng hạn. Thì ví dụ như là thông thường ở các cái chương trình khác thì chúng ta sử dụng hộp thoại, chúng ta điều chỉnh là giãn dòng hoặc giãn chữ hoặc là những cái gì đó. Thế nhưng mà trong Corel thì đặc biệt là người làm việc thì hay sử dụng công cụ Shape Tool hơn. Công cụ Shape Tool là cái công cụ đa năng, nó có thể can thiệp vào bất cứ một cái dạng đối tượng nào mà xuất hiện trên màn hình của Corel, bất kể nó là hình vẽ, nó là text hay là nó là ảnh thì đều có những cách và những cái cấp độ can thiệp khác nhau. Ví dụ như là ở trong Corel thì làm việc với bạn, các bạn sẽ thấy là khi tôi chọn cái công cụ Shape Tool này thì mỗi một cái ký tự nó sẽ được xuất hiện một cái điểm điều khiển ngay ở dưới chân, và đồng thời nó có thêm một cái mũi tên trỏ xuống dưới và một mũi tên trỏ sang phải giúp chúng ta giải quyết mấy vấn đề. Thứ nhất, nếu mà giãn dòng, tôi và các bạn chỉ việc là bấm vào mũi tên trỏ xuống dưới bằng cách kéo trực quan như thế này thì tôi có thể là làm cho các cái khối văn bản nó chặt lại với nhau hay là giãn rộng ra theo cái chiều đứng. Còn nếu như mà chiều ngang, tôi có thể kéo cái này thì tôi sẽ giãn các khoảng cách giữa các ký tự nó rộng ra. Ở đây rất khác với cái việc là chúng ta gì đấy ạ, chúng ta transform nhé. Transform là chúng ta làm méo hình, chúng ta sẽ làm cho nó
thay đổi về mặt kích thước của văn bản. Thế còn cái kia là nó sẽ làm sao? Nó sẽ giãn khoảng cách giữa các ký tự. Nếu mà chỗ nào chập quá, chúng ta có thể là khớp cái này lại cho nó hẹp lại, hoặc là kéo cho nó rộng ra. Đấy. Và khi chúng ta chọn mà điều khiển thế này, thì chúng ta ngoài cái chuyện là điều khiển từng dòng, từng cột, hoặc là từng dòng, hoặc là từng khối, thì chúng ta còn có thể là làm việc với lại từng ký tự. Ví dụ như là tôi bấm vào điểm điều khiển của một ký tự, thì tôi được cung cấp một loạt các cái tùy chọn ở đây. Ví dụ như tôi có thể là thay đổi kiểu, đúng không? Tôi có thể thay đổi size. Tôi có thể là format nó một số thứ, hoặc là tôi có thể dịch nó sang trái, sang phải, lên trên hoặc là xuống dưới cho một ký tự hoặc nhiều ký tự, hoặc là tôi có thể bắt nó gì đấy xoay nghiêng đi. Muốn làm nhiều hơn thì chúng ta có thể là chọn cả một loạt như thế này. Ví dụ như là tôi bắt cả cái khối này, cả đống này xoay nghiêng đi chẳng hạn. Đấy. Hoặc là nếu mà thích làm một cái gì đó trông nó lạ lạ đi, tôi có thể là cho nó theo cái kiểu lượn sóng như thế này chẳng hạn, lên lên xuống xuống. Đấy, hoặc thích nữa thì có thể là kéo nó ra một vị trí bất kỳ, thích đặt đâu thì đặt. Đấy. Nó thoải mái đến mức độ gọi là thích sao làm vậy, không có bất kỳ một cái cấm kỵ nào trong cái việc hiệu chỉnh của cái text như thế này. Thế nhưng nếu mà bây giờ các bạn là bây giờ tôi muốn quay trở lại, tất nhiên ngoài cái cách undo bằng lệnh Ctrl Z thông thường thì chúng ta sẽ có một số lệnh để mà chúng ta giải quyết việc đó. Ví dụ như là ở trong này chúng ta có thể chọn cái lệnh là vào menu text. Trong menu text này các bạn có thể chọn hai cái lệnh này để xử lý. Một lệnh là align to baseline. Với cái lệnh này thì bất kỳ một cái sự dịch chuyển nào ra khỏi cái đường căn bản. Đường căn bản là cái đường này. Đường căn bản là cái đường mà cái chữ nó sẽ ngồi lên trên thế này. Đấy. Đường này là đường ẩn, chúng ta không thấy, nhưng mà tất cả các chữ nó đều sẽ nằm ở trên một cái đường bằng nhau như này. Thế và khi mà chúng ta muốn hiệu chỉnh lại thì chúng ta chọn cái văn bản đó. Sau đó thì các bạn chọn lệnh align to baseline, thì bất kỳ cái chữ nào mà đã bị nhấc ra khỏi cái đường căn bản thì sẽ được giả về nằm đều nhau trên đường căn bản. Thế còn một lệnh tiếp theo nữa, đó là lệnh straighten text. Thì tất cả những cái gì mà nó bị dịch chuyển, nó bị thay đổi về mặt vị trí cũng như là góc độ thì đều được chỉnh lý lại, nắm lại và giả về nguyên gốc ban đầu. Trong cái cách làm việc với cái văn bản như thế này thì chúng ta cũng có lưu ý thêm một số format mà chúng ta có thể làm luôn. Ví dụ như là đôi khi tôi cần một cái công thức nào đó thì tôi cũng có thể là format nó, ví dụ như là công thức toán chẳng hạn nhé. Thì khi mà chúng ta viết thì chúng ta viết một cách bình thường như thế này. Sau đó thì cần format thì chúng ta vào Shape Tool. Tôi sẽ đánh dấu vào cái điểm mà tôi muốn xử lý. Đấy. Và trong trường hợp này thì bạn có thể làm nhiều cái điểm điều khiển của một lần cũng được, bằng cách là giữ Shift. Đấy. Và sau đó thì các bạn có thể là hiệu chỉnh, ví dụ superscript này, để mà chúng ta có thể là đưa nó lên thành ra dấu mũ ở trong cái công thức toán này, hoặc là nếu mà chúng ta làm công thức hóa chẳng hạn, chỉ số ở bên dưới đó, H2O này, thì chúng ta sẽ lại chọn cái điểm của số 2 này và chúng ta sử dụng subscript thì nó sẽ hạ xuống thành chỉ số bên dưới. Đại loại là như thế thì chúng ta có thể là làm văn bản bình thường cũng như là gõ và các cái công thức về toán học hoặc là hóa học tương đối là dễ dàng. Tiếp nữa thì chúng ta có thể làm một số cái vấn đề như sau. Ví dụ như là tôi có thể định nghĩa một số thứ, chẳng hạn như là sử dụng với lệnh change case này, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chọn cũng tương đối là quen thuộc. Ví dụ như chúng ta có những cái định dạng như sentence này, lower case này, upper case này, title hoặc là top. Thì mỗi một cái như thế này khi mà chúng ta chọn thì nó sẽ đưa tất cả những cái này về định dạng chữ thường này. Chữ hoa hết này. Title thì nó chỉ viết hoa những cái ký tự đầu tiên của một từ này. Và top thì nó sẽ nghịch lại với cái thằng kia.
tức là viết hóa tất cả nhưng mà trừ cái ký tự đầu tiên. Thế còn sentence này thì nó sẽ giả về cái góc độ gốc ban đầu. Thì đấy là hiệu chỉnh về mặt trình bày. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể làm một số các cái thao tác nữa cũng tương đối đặc biệt. Ví dụ như là chúng ta có thể dắt cái chữ đi theo đường dẫn chẳng hạn. Dắt chữ theo đường dẫn thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là chúng ta cần một cái đường dẫn để có thể sử dụng. Đường dẫn này thì có thể là một cái hình khép kín hoặc là hình hở đều được. Nó không có cái yêu cầu gì quá là đặc biệt. Các bạn có thể vẽ bằng công cụ pen, cũng có thể vẽ bằng các công cụ vẽ hình bình thường. Và sau đó thì tôi cần có một cái văn bản. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có mấy cách để mà đưa một cái văn bản vào trong đường dẫn như sau. Đây, tôi làm thêm hai cái để chúng ta có thể là làm hai đường nhé, hai đường dẫn. Đây, một đường kín, một đường hở. Để mà đưa cái văn bản vào đường dẫn thì chúng ta có nhiều cách khác nhau. Cách mà mang tính cổ điển theo lệnh thì chúng ta sẽ chọn cái văn bản. Sau đó thì chúng ta vào menu text. Trong menu text thì chúng ta chọn cái lệnh để dẫn hướng là free text to path. Sau khi chúng ta nhấp lệnh này thì nó sẽ hiện ra một cái đây, làm lại tí để cho các bạn nhìn rõ này. Text này, free text to path này. Đấy. Lúc này thì chúng ta sẽ thấy có một cái mũi tên và kèm theo một cái dấu hiệu chữ A ở đằng dưới chân như thế này. Và bạn muốn đưa cái văn bản vào trong cái hình nào để làm đường dẫn thì bạn chọn vào nó. Lập tức nó sẽ nhận diện được cái đối tượng và nó cho bạn xem trước là cái text khi bám vào cái đường dẫn này thì trông nó sẽ như thế nào. Nó vô cùng linh động luôn. Bạn có thể kéo lui vào trong, bạn có thể là cho nó ngồi lên trên cái đường dẫn này, bạn có thể dịch ra ngoài, bạn có thể là xoay để cho nó bám vào từ đâu. Đấy. Trong tất cả các cái chương trình thì việc thiết kế và đưa text vào đường dẫn thì các chương trình đồ họa đều có thể là làm cái việc này. Tuy nhiên nếu mà so sánh thì văn bản ở trong Corel là linh động nhất. Tức là bạn hoàn toàn có thể xem trước trong bất cứ một cái kiểu gì xoay trở hoặc là đang không thích cái đường này tôi kéo vào đường khác. Tôi ướm thử xem nó nào thì nó cũng sẽ nhận diện ngay, lập tức nhận diện ngay đường mới. Đấy và đưa lên đưa xuống nó còn báo luôn cái khoảng cách là cái đối tượng text này nó đang nằm cách cái đường dẫn bao nhiêu. Đấy, mình cần như thế nào thì mình hiệu chỉnh như thế, vô cùng là đơn giản. Sau khi mà hài lòng rồi thì kích chuột một cái thì nó sẽ bám vào. Và lúc này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái điểm điều khiển màu đỏ nằm ở đầu này. Bằng cách bấm vào cái điểm điều khiển màu đỏ này, tôi có thể lôi kéo, tôi có thể di dịch, tôi có thể dịch chuyển nó ở trên cái đường dẫn này một cách rất là dễ dàng, rất là thoải mái. Đây, cái khối này cũng tương tự như thế. Nhưng nếu mà chúng ta không làm như thế này mà chúng ta lại chọn cả text cả đường dẫn thì sao? Và lúc đó chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh fit text to path thì nó sẽ không hỏi gì nữa, không ướm không biết gì cả, lập tức nhả chuột một cái là nó nhảy vào, nó bám theo đường dẫn ngay và nó sẽ nằm theo cái cách là nằm bên trên cái đường dẫn. Và đường dẫn lúc này nó sẽ đóng vai trò giống như cái baseline của cái text thông thường. Và cũng như cái đường hở vừa nãy thì các bạn cũng thấy cái điểm điều khiển và tôi có thể lôi kéo hiệu chỉnh nó một cách hết sức là thoải mái, không có bất kỳ một cái cấm kỵ gì ở trên này cả. Thay đổi kích thước của đường dẫn, thay đổi hình dáng của đường dẫn thì chúng ta sẽ làm gì đó, chúng ta sẽ làm cho cái đối tượng này nó co duỗi theo, luôn luôn co duỗi theo. Đấy. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta chọn cái kiểu là xử lý thì chúng ta cũng có thể là xử lý bằng cái công cụ Shape Tool F10. Đây, kể cả bám vào đường dẫn rồi, nếu như mà tôi giãn khoảng cách này thì nó cũng sẽ tự động giãn theo ở trên cái đường này. Chúng ta còn một cái cách khác nữa là chúng ta sẽ nhập trực tiếp, nhập trực quan luôn.
để nhập trực quan thì chúng ta cũng cần có đường dẫn trước. Và bạn muốn đưa cái đường dẫn vào đâu thì bạn sẽ đưa trỏ chuột vào. Để ý cái trỏ chuột bình thường nó sẽ là dấu cộng cộng với một chữ A ở dưới này, nhưng mà nếu mà chúng ta đặt sát nó vào trong cái đường dẫn này thì nó sẽ thành hình chữ A có cái dấu ngã ở dưới. Kích vào đâu thì dấu nhanh sẽ bắt đầu từ đó. Nó phụ thuộc vào cái điểm mà chúng ta đặt chuột. Và trong một cái đường dẫn như này thì các bạn cũng có thể là gán nhiều văn bản khác nhau. Đây, các bạn quan sát. Tôi có một cái đường dẫn. Bây giờ ví dụ như là tôi đặt trỏ chuột vào đây. Hay là đây, ghi chủ này cho dễ này. Ok, vậy là tôi đưa được đường dẫn bằng cách trực quan thao tác thẳng ngay trên cái đường dẫn đó. Bây giờ thích nữa, tôi lại đưa chuột vào đây. Như thế là tôi có thể là đặt nhiều đoạn văn bản vào trong cùng một đường dẫn rất thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà lúc này thì các bạn sẽ thấy là chỉ có một cái đoạn mà vừa mới được gán vào thì nó có cái điểm điều khiển màu đỏ hiện lên thôi. Nếu tôi bấm ra ngoài và tôi bấm lại thì các bạn sẽ không thấy có bất cứ một cái điểm điều khiển nào hiện ra nữa. Tại vì lúc này thì nó biết đây là đường dẫn, nó biết đây là văn bản, nhưng do chúng ta gán nhiều đoạn văn bản khác nhau cho nên nó không hiểu là mình muốn hiệu chỉnh cái đường dẫn nào. À, cái đoạn văn bản nào. Do đó thì chúng ta phải thực hiện một trong các cái thao tác như sau. Một là các bạn nhấp đúp vào cái văn bản đó cho tới khi nào mà nó nhận ra là đang muốn điều chỉnh và nó có cái dấu nháy vào trong này. Thế thì khi chúng ta thoát ra thì nó sẽ xác định được cái đoạn văn bản mà chúng ta muốn hiệu chỉnh và nó đưa cái điểm màu đỏ vào đây. Bắt đầu các bạn có thể co kéo xoay lật cái văn bản này. Một cách khác là chúng ta sử dụng cái công cụ Shape Tool, bấm vào cái đoạn văn bản mà chúng ta muốn xử lý, sau đó cũng thoát ra ngoài, thì lúc này nó cũng sẽ lại đưa cái đoạn văn bản đấy với lại cái điểm điều khiển màu đỏ và các bạn có thể xử lý đấy, cách nào cũng được. Nếu mà muốn giấu cái văn bản này, muốn giấu cái đường dẫn đi thì các bạn bấm chọn cái đường dẫn, sau đó thì các bạn chuột phải và các bạn giấu cái đường dẫn đi, không tô đường viền nào nữa. Thì như vậy là chúng ta có thể là tương đối dễ dàng đưa cái văn bản vào trong đường dẫn mong muốn. Ngoài ra thì chúng ta có thể là giải quyết là lật, đó. Chúng ta có thể lật các cái văn bản này. Đây, chúng ta xem thử làm thử một cái dạng cái con dấu nhé, để các bạn xem. Ví dụ như là tôi sẽ làm một cái hình con dấu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa văn bản vào đây. Ví dụ như là chúng ta này. Ví dụ chúng ta sẽ dập cái văn bản này vào. Đó. Ví dụ
text fit text to path bắt đầu đưa vào đây. Đó. Tiếp nữa ví dụ đấy, chữ này hơi to, chúng ta có thể format lại cái đống này cho nó về một cái size hợp lý hơn, ví dụ như là 18 thôi đấy, ví dụ thế. Thế nhưng mà chẳng hạn như là đây, cái này thì chỉ cần đặt vào thôi. Đó. Chúng ta có thể chọn văn bản, chúng ta format luôn cho nó theo kiểu center đi, chúng ta có thể enter xuống. Đó. Ví dụ này. Thế nhưng mà văn bản thì chữ trên này thì đọc dễ rồi, chữ ở giữa thì đọc dễ rồi, nhưng mà cái chữ này thì nó theo cái kiểu là gì đấy nhỉ, lật ngược thế này, nếu mà đọc thì nó sẽ phải ngoẹo đầu ngoẹo cổ. Thế thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là gì đấy, chọn cái văn bản mà chúng ta muốn xử lý. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện phép lật. Đây, lật đấy, và lúc này sau đó thì chúng ta sẽ co kéo và chúng ta sẽ hiệu chỉnh làm sao cho nó nằm cũng cùng chiều dưới cung, tương tự như cái thằng kia, và muốn giãn, muốn lấy các thứ cho nó hợp lý thì chúng ta cũng sẽ xử lý bằng cách là kéo từ từ này. Hôm nay cũng thế. Đấy, sau đấy thì muốn làm thêm, đặt thêm cái gì thì các bạn sẽ xử lý rất là dễ ở trong này. Tất nhiên là nếu mà đúng chuẩn thì chúng ta sẽ phải có cái gì nhỉ, lật ngược thì nó mới ra con dấu. Đó. Kia là xuôi để cho xuôi là để cho nó nhìn cho nó dễ thôi, chứ còn là đây thế này chứ. Đó. Cái này. Nhưng mà các bạn thấy đấy, khi mà tô ấy thì chúng ta lại rất cẩn thận cái chuyện này. Tại vì đây nó đang được coi là một tổng thể. Nếu mà tô đường viền không thì không sao, nhưng mà tô bề mặt thì nó sẽ bị dính cả cái này. Do đó thì chúng ta cần phải xem xét lại cái thao tác cần làm một tí. Muốn xử lý cái thằng nào thì chúng ta chọn luôn, đúng không? Ví dụ tô này, sử dụng cái công cụ shape tool này để mà chúng ta tô. Thằng này cũng thế. Đấy, thì khi mà chúng ta làm thì nó đại loại nó sẽ như thế này. Đó. Đấy là cách để mà chúng ta có thể gắn một cái chữ vào trong đường dẫn. Gán rồi thì có tháo ra được không? Corel thì gần như là nó không có khó khăn gì cho những cái chuyện tháo dỡ như thế này. Nhưng mà trước hết thì chúng ta xem thêm một số các hỗ trợ như thế này. Nó có cái chiều để mà gán cái đường dẫn với cái text. Bình thường thì nó sẽ để ở cái phần text orientation, thì nó sẽ có cái kiểu như thế này. Đây, chữ này xòe ra này, vuông góc này, hoặc là xòe đều. Đấy, thì các bạn sẽ có những cái kiểu rất là khác nhau như thế này. Muốn chữ như thế nào thì các bạn sẽ xử lý như thế. Đấy. Thế sau đó thì muốn tháo thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn cái văn bản mà các bạn muốn tháo. Sau đó thì tất cả cũng lại sử dụng phương pháp cực kỳ quen thuộc, đó là tách, đúng không? Break. Nhưng mà lúc này thì nó gọi là break compound object. Thì đấy. Nếu mà chỉ một text không thôi thì nó gọi là break text apart, đúng không? Tháo ra thì bây giờ chúng ta có thể là nhặt được cái text này ra. Lúc này thì nó là text độc lập rồi, không liên quan gì tới cái đường dẫn nữa, và không hiệu chỉnh được theo cái kiểu uốn lên hướng lượn xuống khi mà chúng ta điều chỉnh cái đường dẫn. Và muốn nắm lại, hiệu chỉnh lại thì các bạn lại thấy cái lệnh cũ thôi, align to base align này, rồi sử dụng lệnh gì đây nhỉ, straighten text. Đấy, thì các bạn có thể là hiệu chỉnh lại cái đoạn văn bản này, nó lại thẳng thớm ra như chưa hề bị co kéo gì hết. Đấy. Rất thuận tiện luôn. Thêm nữa thì chúng ta có thể làm thêm một số các thứ như thế này.
Ví dụ như là đối với văn bản thì nó có một cái điểm yếu cố hữu đối với tất cả các cái chương trình mà thiết kế đấy, trừ thằng Photoshop. Photoshop thì nó không phụ thuộc quá nhiều vào vấn đề là phông chữ ở máy máy khác cài hay không cài đấy. Do nó xuất ra ảnh cho nên là nó cũng không không nặng nề về cái vấn đề là phông chữ. Nhưng mà Corel cũng như một số các chương trình khác thì khi chúng ta sử dụng một cái phông nào đó mà nó quá đặc biệt thì nó sẽ bị cái tình trạng là khi sang máy khác mà không có phông nó hiển thị không đúng. Và một trong những cách mà chúng ta xử lý đó là convert to cut, tức là biến đổi nó thành hình vẽ đó, với lệnh Ctrl Q quen thuộc. Khi chúng ta Ctrl Q thì nó không còn là chữ nữa mà nó chỉ có hình chữ thôi. Tất nhiên là nó được một cái vấn đề là không sợ thiếu phông hay là thừa phông, có phông hay không có phông, nhưng mà cái vấn đề mà hiệu chỉnh nếu mà cần thiết thì lại không làm được nữa. Do đó thì các bạn trước khi mà chuyển cái tài liệu sang cho khách hàng hoặc là cho đối tác hoặc là chuyển cho ai đó thì các bạn nên thực hiện cái thao tác là convert, thì nó sẽ không còn cái vấn đề đau đầu về text này nữa. Tất nhiên đây là một cách rất là cổ điển đấy, an toàn, nhưng mà nó thiếu cái tính linh động, linh hoạt nếu như mà cần phải sửa lại nội dung. Và do đó thì các bạn không được phép là convert trên cái bản gốc. Các bạn phải save as nó ra thành cái bản là, và các bạn đặt tên lên cho nó một chút là convert text để phân biệt nó với lại cái bản gốc. Và sau đó thì các bạn hãy chọn toàn bộ text và các bạn convert nó đi. Tuy nhiên là những cái lệnh như thế này thì tôi lại nói một cái vấn đề mà vẫn xảy ra, nhiều người không nắm được và cuối cùng là vẫn bị lỗi, đó là văn bản chỉ được coi là văn bản trong trường hợp mà nó đứng một mình, còn nó đã được group với một thằng khác thì hãy liệu hồn, nếu mà không cẩn thận kiểm tra thì chúng ta sẽ dính đấy. Đây, ví dụ như là các bạn thấy như thế này, ở trong menu edit thì chúng ta có một cái lệnh gọi là lệnh select all. Trong này thì các bạn thấy là nó có bốn cái lệnh khác nhau đó. All object thì có nghĩa là toàn bộ trên màn hình có cái gì là nó chọn hết, không chừa một đối tượng nào cả, bất kể nó là text, nó là hình vẽ, nó là power clip, hay là nó là bảng, hay là nó là gì, cứ xuất hiện trên màn hình là nó chọn hết, không chừa gì hết. Thế đấy là một kiểu chọn đó. Chúng ta có thể là thực hiện bằng lệnh như thế, edit select all đấy, và chọn object, hoặc không thì các bạn nhấn theo một kiểu khác, đó là Ctrl A, đúng không, chọn hết thì nó cũng không phân biệt là chọn cái gì, miễn là có mặt là nó chọn. Và một dạng nữa là các bạn sử dụng cái thao tác là kích đúc vào trong cái công cụ Quick Tool thì nó cũng sẽ chọn hết, không chừa cái gì cả. Thế nhưng nếu các bạn muốn xử lý riêng text thôi thì các bạn thường là, nếu mà chưa có kinh nghiệm, các bạn sẽ sử dụng lệnh là edit select all và các bạn chọn text. Lúc này thì nó sẽ chọn tất cả các văn bản của chúng ta, cái nào không phải văn bản thì nó không chọn. Và nếu như các bạn nghĩ rằng như thế này là chọn được rồi và chúng ta chỉ cần nhấn lệnh Ctrl Q để mà convert nó, thì các bạn đôi lúc là các bạn sẽ bỏ sót đấy. Tại vì ví dụ như là tôi có một cái đối tượng nào đó mà tôi lại group với lại cái khối văn bản này thì sao? Lúc đấy nó có nhận là văn bản đấy hay không? Thì đây câu trả lời, edit select all text, các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ chọn toàn bộ những cái đối tượng nó coi là text. Bây giờ tôi Ctrl Q, tôi convert, tôi biến đổi, nhưng mà thực ra thì cái đối tượng mà bị group ở đây thì nó lại định nghĩa rằng đây là một group của hai đối tượng, chứ nó lại không đọc ra đây là text. Đây, chúng ta vào trong Windows, vào trong Docker, vào trong Object Manager, vào cái phần mà quản lý các đối tượng, chúng ta mở ra chúng ta sẽ thấy. Đấy, ví dụ mở ra này, các bạn sẽ thấy tất cả ở đây nó đều, ví dụ đây là thông báo là ellipse này, đây là curve là đường cong này, đây chính là những cái text mà bị convert đó. Thế nhưng mà dở ra hoặc là dở ra thì cuối cùng chúng ta vẫn tìm thấy là có một cái đối tượng nó vẫn báo đây là text.
đây chính là cái thằng mà nằm ở trong nhóm group. Và do đó nếu như là cái văn bản này đang sử dụng một cái phông nào đó đặc biệt mà chỉ có máy mình mà không có máy người khác thì sang bên kia là sẽ lỗi, chuyện đó là vẫn xảy ra. Do đó thì nếu như mà trong trường hợp mà các bạn đã quyết định là convert text thì tốt nhất là bỏ qua luôn cái lệnh select all text đi, mà các bạn hãy chọn hết tất cả rồi các bạn convert một thể cho tôi. Điều quan trọng là gì? Không bị lỗi phông. Thế thì ngoài cái chuyện đó ra thì chúng ta còn có thể là xử lý một số thứ nữa như sau. Ngoài chuyện là sợ rằng là nó hiển thị không đúng thì còn có cái vấn đề nữa là khi tôi cần một ký tự đặc biệt nào đó hoặc là khi tôi sử dụng một cái phông nào đó mà nó lại không hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt mà tôi cần cái phông đó. Tất nhiên không khuyến cáo các bạn là làm những cái văn bản dạng paragraph, một cái khối văn bản mà bằng những cái phông mà nó đặc biệt quá như thế. Tại vì cái việc mà chèn các ký tự đặc biệt hay là chèn dấu, chèn má các thứ nó sẽ mất quá nhiều thời gian. Nhưng nếu như nó là các tiêu đề đấy, thì chúng ta tiêu đề lớn thì cái số lượng chữ nó có hạn thôi, cho nên chúng ta lúc đó chúng ta mới dùng cái trường hợp đó. Ví dụ như là tôi làm một cái đoạn văn bản đúng không? Đấy, ví dụ là khi mà chúng ta chọn cái phông như thế này, đang là phông chẳng hạn như là đang là phông Unicode hỗ trợ rất là tốt, là phông Aria chẳng hạn. Nếu mà bây giờ tôi chuyển sang một cái văn bản khác thì sẽ có những cái trường hợp mà các bạn sẽ thấy là nó không có lên được cái văn bản giống như chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Lỗi. Đấy. Thế thì trong những trường hợp như thế này thì chúng ta làm như thế nào? Thì gặp phải những cái văn bản mà nó không hỗ trợ hoàn toàn cách gõ tiếng Việt thì chúng ta sẽ gõ theo kiểu là không dấu thôi, đúng không? Ví dụ cứ gõ thử xem nó có chấp nhận hay không. Thường thì có hai dạng, một là những cái chữ mà nó có dấu mũ, ví dụ như là O, U, E chẳng hạn, thì cũng có thể là chúng ta vẫn gõ được, nhưng mà bắt đầu lỗi xảy ra nếu như mà nó dính thêm dấu, ví dụ ngã huyền hỏi thì bắt đầu lỗi. Thế nếu như mà những trường hợp đó mình cứ gõ thử đi đã, nếu mà chỉ có dấu của chữ không thôi mà không bị lỗi thì mình cứ gõ rồi mình sẽ xử lý dấu xong. Còn nếu như mà gõ thử dấu mũ, dấu miết các thứ mà đã bị lỗi rồi thì thôi, chúng ta sẽ gõ theo cái kiểu là không dấu như thế này, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chèn các ký tự đặc biệt vào. Và để thực hiện cái việc chèn các ký tự đặc biệt thì chúng ta sẽ vào trong menu text. Trong menu text này thì chúng ta tìm tới cái lệnh gọi là insert character, và hoặc là các bạn có thể nhấn phím Ctrl F11 bằng cách bấm cái này thì các bạn có thể gọi cái bảng ra đó. Các bạn có thể gọi cái bảng ra, và khi các bạn mở bảng này ra thì các bạn cần phải xem là cái phông của chúng ta đang sử dụng là phông gì đó. Cái điều này thì cũng không quá khó, tại vì là nó có cái sự nhận diện những cái phông mà đã sử dụng. Bằng cách là sổ cái danh sách này ra thì các bạn sẽ tìm được ngay lập tức cái phông mà đang được sử dụng, nó sẽ nằm ở trên đầu như thế này. Bấm vào đây và sau đó thì các bạn quan sát ở trong cái hộp này xem nó cung cấp cho chúng ta những cái ký tự đặc biệt hay không. Có những trường hợp mà không có ký tự đặc biệt thì phải thua, hoặc là chúng ta phải tìm những cái dạng phông khác trông cũng gần như thế nhưng mà nó có cung cấp các ký tự đặc biệt. Đấy, trường hợp này bộ chữ này là không có thì hoặc là phải thay phông khác để lấy dấu. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ phải mượn những cái phông là nó gần giống như thế. Đấy, ví dụ bây giờ tôi không xài được cái này, tôi phải tìm một cái phông cũng tựa như thế. Đó. Ví dụ như cái thằng này, Fedora. Bây giờ mình lại phải sổ danh sách ra, ví dụ bấm ra đây. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như những phông nào, bộ phông nào mà đầy đủ, nó hỗ trợ đầy đủ. Thực ra thì nó thường là nó bị cái tình trạng là gì? Những phông này là những cái phông mà được cung cấp để mà demo thôi. Demo thì họ cho chúng ta xem những cái phông mà nó chỉ có những cái ký tự cơ bản. Đấy.
ví dụ như là không có những cái dấu bổ sung này, không có các ký tự đặc biệt này, không có số này, ví dụ như thế. Thế và muốn mà có được một cái bộ phông đầy đủ để xài thì chắc là phải mua thôi. Đấy. Còn các trường hợp mà không muốn mua thì lại phải tìm dấu của những cái phông nào nó trông gần gần tương tự để mà chúng ta bù vào, chúng ta đưa vào. Thế đến đây thì chúng ta xem tìm cái các cái ký tự đặc biệt thì các bạn nhìn thấy đây. Bảng này cung cấp rất nhiều thứ. Đó. Này. Nó xây dựng hẳn một loạt những cái thứ mà đã có dấu có má. Lễ này, đúng không? Bây giờ tìm xem lễ này chẳng hạn như là chúng ta muốn thay cái nào thì chúng ta bôi đen, đúng không? Ví dụ lê, ví dụ lễ. Nếu mà ngã không có thì thôi, chúng ta đành phải bổ sung dấu đến đây đã. Rồi chúng ta sẽ tìm những cái dấu tiếp theo. Đây ví dụ hội là tôi có thể có luôn này. Đấy. Nhưng mà dấu ngã không có thì lúc này chúng ta sẽ làm hoặc là lấy rời ra ngoài. Nhưng mà thường thì tôi sẽ đặt cái trỏ chuột vào đây. Và sau đó thì tôi sẽ tìm tới cái ký tự đặc biệt đó. Ví dụ đây, kích chuột thì nó sẽ đưa cái dấu kèm vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng chính cái công cụ Shape Tool này, bấm vào cái này để tôi đưa vào, kéo vào vị trí nếu như tôi muốn ở bất cứ chỗ nào đó. Nó rất là linh động chính là ở chỗ đó. Và nếu như mà chúng ta có di dịch đi thì nó sẽ không bị rơi dụng cái dấu ra ngoài. Nếu mà chúng ta để tách ra là một cái dấu bên ngoài, ví dụ để thế này cũng được, lôi kéo ra đây. Đấy, thì nó cũng là một cái dấu. Đấy, co kéo được như hình, chữ thì vẫn là chữ, muốn đặt vào cái chỗ nào thì chúng ta đặt vào chỗ đó. Nhưng mà thường thường như thế này thì lại buộc lòng là phải nhớ là group vào với nhau, nếu không tôi dịch cái chữ đi là cái dấu nó sẽ ở yên chỗ đấy, nó không chạy theo chữ. Nhưng khi mà tôi đặt cái trỏ chuột vào và tôi chèn thêm một cái ký tự đặc biệt vào, sau đó tôi chỉ di dịch cái baseline của nó để đặt nó vào vị trí khác thôi, thì chữ đi đến đâu thì dấu đi theo đến đấy ngay, tại vì lúc ấy là nó nằm ở trong cái khối văn bản rồi. Ngoài ra thì cái text ở trong Corel thì nó lại hỗ trợ một cái thứ mà cũng tương đối là đặc biệt, các cái chương trình khác là không có, không làm được, đó là tách và nhập các ký tự. Thực ra chúng ta gọi là tách và nhập văn bản đi, tách và nhập văn bản trong môi trường Corel Draw. Ví dụ đây, tôi có thể enter để tôi tạo thành một khối văn bản, nó gồm có hai dòng này. Thế thì Corel thì nó hỗ trợ cực kỳ mạnh ở trong cái thao tác làm việc với văn bản. Các bạn có thể thấy là đây là gần như là độc quyền, các chương trình khác là không có cái trò này. Tách nhé thì vẫn là lệnh Ctrl K quen thuộc thôi. Các bạn để ý này, đây là một cái khối văn bản gồm có hai dòng. Nếu tôi nhấn Ctrl K thì sao? Nó sẽ tách dòng trên và dòng dưới cho tôi thành hai dòng độc lập. Nếu mà tôi làm việc với một dòng, tôi Ctrl K thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ tách từng từ ra một, thành ra là những từ độc lập với nhau. Và nếu như tôi làm việc với lại một từ mà tôi lại Ctrl K thì nó cho phép tôi tách các ký tự ra khỏi cái từ đó thành những ký tự độc lập. Đấy là chiều tách. Còn chiều ngược lại thì tôi có thể là ghép nó lại từ các ký tự rời trở thành một cái từ hoàn chỉnh, rồi từ các từ có thể thành một dòng hoàn chỉnh, giữa các dòng trở thành một khối văn bản hoàn chỉnh. Đây các bạn quan sát chọn này. Nhưng mà lưu ý nhé, tách thì thế nào cũng được, nhưng mà ghép thì các bạn phải đúng quy trình, nếu không là nó sẽ bị ngược hết đấy. Đây ví dụ tôi chọn bằng cách là chọn hết cùng một lần này, không phân biệt trước sau, sau đó nhấn Ctrl L nhé. Đây nó ghép, nhờ các bạn thấy là nó bị làm sao đây ạ, nó bị lật ngược lại. Cho nên là riêng về cái thao tác mà làm cái văn bản tách hoặc nhập như thế này thì chúng ta sẽ phải giải quyết bằng cách như sau. Đây
Ctrl K tách rồi nhá. Đây T này, đó A này, C này, H, đây là các ký tự rời rồi. Bây giờ tôi nhấp chọn theo đúng thứ tự. Đấy, cái đoạn này thì nó lại hơi lằng nhằng một tí. Đấy, sau đó thì Ctrl L. Ok, vào thành một từ. Nếu mà từ mà lại cả khối thế này mà Ctrl L thì sao? Nó cũng sẽ bị lật, cũng không đúng. Do đó thì chúng ta cũng sẽ phải làm gì đây? Từ thứ nhất, từ thứ hai, từ thứ ba, từ thứ tư, từ thứ năm, sau đó Ctrl L thì nó sẽ vào thành một khối với nhau. Mà dòng trên với dòng dưới thì sao? Chọn này, Shift chọn này, Ctrl L, lập tức nó thành một khối, và bất kể nó làm cách nhau bao nhiêu nó cũng sẽ đưa về đường baseline căn bản luôn. Tự động khép lại, tự động kéo vào với nhau. Hoặc là trong trường hợp mà như thế này, vừa nãy là khép lại đúng không? Thích thì có thể là đây, tôi có thể là đặt kể cả trong trường hợp là nó cao thấp vào nhau này, nhưng mà đúng thứ tự này, trên này, dưới này, nó cũng sẽ đưa về đúng vị trí. Thằng nào chọn trước thì sẽ là dòng trước, thằng nào chọn sau là dòng sau, đúng thứ tự như thế. Mà đây là một khả năng cực kỳ đặc biệt và linh hoạt của Corel. Đấy, tuyệt đối là không có bất cứ một cái chương trình nào có thể làm được cái trò này như thế này, nhưng Corel làm được. Đấy là cái điểm rất mạnh của Corel. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể làm thêm một số các vấn đề nữa đối với văn bản như thế này. Đó là làm việc với văn bản đoạn, văn bản paragraph. Đây các bạn quan sát thế này. Bây giờ chúng ta tìm một cái khối văn bản nhé. Này, ví dụ tôi lấy một cái đoạn văn bản để trình bày thử. Ok, copy. Sau đó tôi dán vào đây. Để tôi lấy luôn cái khối văn bản. Bây giờ thì chúng ta làm gì về nó nào? Có một số vấn đề mà chúng ta có thể thực hiện như sau. Ví dụ như là tôi muốn chia nó thành nhiều cột. Đó. Nhiều cột thì tôi có thể giải quyết bằng cái cách như vừa nãy, đó là thu nó hẹp lại cái này và tôi sẽ câu lấy cái khối văn bản thừa, tôi sẽ mở ra và tôi tạo ra một hộp thứ hai để tôi làm thành những cái cột văn bản nằm cạnh nhau như thế này. Tuy nhiên là chúng ta còn có một cái phương pháp khác. Đấy, chúng ta sẽ giải quyết nó bằng cách là chia hộp một cách thoải mái hơn như sau. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thấy là đây là một khối văn bản. Bây giờ nếu mà tôi muốn chia cột, tôi muốn xử lý nó thành nhiều cột thì tôi có thể làm một cách linh động hơn rất là nhiều, bằng cách là chọn cái khối văn bản paragraph đó. Sau đó thì thay vì việc là thu hộp lại này rồi thì câu những cái đoạn văn bản để dốc dây nhau ra như thế nó rất lằng nhằng, thì tôi sẽ giải quyết bằng cách là chọn cả một cái hộp lớn như thế này. Sau đó thì vào text, trong text này thì nó có một cái tùy chọn hỗ trợ rất là mạnh, đó là cái chia column. Bấm vào đây, nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái bảng thoại như thế này, column setting. Và trong này thì chúng ta sẽ thấy là số lượng này, number of column này, nếu mà tôi bấm vào đây thì nó sẽ chia cho tôi ra thành 2 cột hoặc 3 cột tùy vào cái mong muốn. Thế thì sau đó thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái tham số như là độ rộng của một cột là thế nào, cái cutter này là cái khoảng cách giữa các cái cột rộng hẹp như thế nào. Các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là bôi đen rồi thì các bạn gõ nhập các tham số vào đây, sau đó thì nhập OK, và lúc đó thì cái văn bản của chúng ta nó sẽ được chia ra thành ra các cột khác nhau. Đấy, không thích nữa thì tôi lại chọn vào đây, vào text, vào lại cái phần column này, và chúng ta chỉ cần giả nó về các con số khác, ví dụ 2 cột hoặc là giả về 1 cột. Đó. Ok, thì nó giả về 1 cột. Vấn đề thứ hai mà chúng ta có thể làm là trong một số các cái trường hợp mà chúng ta hiệu chỉnh thì cái việc mà trình bày một cái khối văn bản như thế này nó sẽ có những cái cách thức khác nhau để mà nhận diện một đâu là đầu của một khối văn bản. Thì cái kiểu cổ điển mà rất là dở đó là người ta hay làm cái gì đấy ạ, tab hoặc là enter hay cái gì đó để
cho một cái đoạn đầu, một cái đoạn văn bản nó lùi vào trong. Nhưng cách thức trình bày đấy là một cách thức trình bày rất là cổ điển rồi, và thực ra thì nó rất là kém. Tại vì nó tạo ra một cái sự thò thụt, nói chung là nó thiếu quy củ cho một cái khối văn bản được trình bày. Do đó thì người ta sẽ làm bằng cái cách là người ta đặt một cái thứ gọi là drop cap, tức là một cái từ nó được làm to ra ở đầu. Đấy. Thế thì mọi người sẽ, đôi khi là mọi người sẽ lại hình dung là như thế này, là bôi đen cái từ đầu tiên, sau đó thì làm cho nó to ra. Nhưng mà cách làm như thế này thì rõ ràng nó đem lại những cái điều không hay. Vì sao? Vì là khi mà một cái chữ mà nó làm to ra thì nó sẽ xô đẩy và nó làm lệch lạc hết cái giãn dòng trên dưới đi, và nó sẽ tạo ra những khoảng trống mà không có đẹp mắt. Do đó thì cái drop cap thì nó sẽ hoàn thiện cái việc này bằng cách là nó cho chữ cũng to ra nhưng mà nó lại theo cái phong cách là tụt xuống dòng dưới. 12 đây thì họ sẽ làm như thế này, họ sẽ đọc cái trỏ chuột vào cái vị trí mà muốn xử lý, sau đó thì vào text. Trong text này thì chúng ta sẽ tìm tới một cái lệnh là lệnh drop cap. Hộp thoại sẽ mở ra, trước hết là các bạn đánh dấu và use drop cap thì nó sẽ đưa cái chữ này to ra. Mặc định hay sử dụng của drop cap thì là nó sẽ thụt sâu xuống với độ cao bằng 3 dòng. Đấy. Và do đó thì nó sẽ không làm xáo động cái việc giãn dòng trên dưới. Đấy. Ok, đây, chúng ta cùng nhau xem. Văn bản rất bé, không đọc được nội dung nhưng mà nhìn thoáng qua tôi có thể biết được đâu là đầu của một khối văn bản. Đấy, muốn xử lý thì chúng ta chỉ việc là đặt trỏ chuột thôi, không cần bôi đen, không cần làm bất cứ một cái gì đó. Chỉ cần đặt vào đúng cái dòng đầu tiên. Đấy, sau đó thì vào text, vào drop cap. Đấy, use the drop cap. Xong. Thằng khác. Đặt đúng dòng. Text, use the drop cap. Thao tác như thế này. Thế thì khi kể cả trong cái trường hợp là chữ rất nhỏ nhưng mà người ta liếc mắt qua một cái là người ta có thể tìm được đâu là đầu của một khối văn bản. Thích nữa thì các bạn có thể là điều chỉnh cái độ lớn nhỏ. Ví dụ cái khối văn bản này nó rất là ngắn, đặt đến 3 dòng như thế này thì trông nó hơi thô, thì chúng ta có thể là xử lý bằng cách là đặt lại trỏ chuột vào những cái vị trí. Hoặc nếu không các bạn thích thì các bạn có thể cộng đồn 2 hết đi. Đấy, xử lý hết cùng một lần. Đấy, và các bạn vào drop cap. Lúc này thì sử dụng drop cap nhưng mà bạn có thể là cho là đấy, 2 thôi chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ thu nhỏ lại. Nó bớt cái độ vênh quá giữa cái ký tự đầu với lại cái khối đấy. Đấy, khối mà dày, khối mà sâu thì chúng ta đặt 3 dòng thì đẹp, nhưng mà khối mà nông ít chữ thôi thì nên đặt nhỏ hơn. Đấy thì thế còn để tháo dỡ thì cũng vô cùng đơn giản. Đó, chúng ta chỉ việc là vào drop cap và chúng ta chọn cái lệnh là bỏ cái này đi thôi, thì lập tức nó sẽ giải hết về cái khối văn bản bình thường và chúng ta sẽ có một cái khối văn bản như thường, không có vấn đề gì nữa. Thế còn để đặt các cái list chẳng hạn, đó, ví dụ tôi đặt một list thì tôi có thể chọn nó, sau đó thì tôi có thể giải quyết là vào trong text và chúng ta sẽ chọn cái kiểu bullet. Nhưng mà lưu ý là cái này là chỉ có dành cho thằng paragraph thôi, do đó thì chúng ta cần phải convert nó sang thành paragraph đã. Đấy, và muốn xử lý cái đoạn nào thì các bạn đặt trỏ chuột bôi đen cái khối mà các bạn cần, sau đó thì vào text, các bạn chọn lệnh gì đây ạ, bullet. Nó sẽ mở ra một hộp thoại, trước tiên là xác nhận việc sử dụng bullet đã, thì chúng ta sẽ đánh dấu vào đây use bullet đã,
Thế còn sau đó thì nó sẽ cho chúng ta chọn cái bullet là lấy từ cái phần nào ra. À, thường thì cái bullet nó sẽ nằm ở trong một số các cái phông mà nó có hỗ trợ những cái dạng ký tự của đấy. Nhưng Corel thì hầu như là nó sẽ đặt cho chúng ta mặc định là sẽ tìm kiếm cái bullet mẫu nó nằm ở cái phông webbing hoặc winding. Đấy. À, trong một số các cái phông khác nó cũng có hỗ trợ những cái ký tự đặc biệt để làm bullet, thì các bạn thích thay thì các bạn cũng có thể thay. Nhưng mà cần lưu ý rằng là những cái dạng mà bullet mà nó đặc biệt một tí thì nó sẽ phụ thuộc vẫn vào cái hệ thống phông đấy. Nếu mà chúng ta chuyển cái phông mà chuyển cái thiết kế này của chúng ta sang một cái chỗ khác thì có thể là cái bullet đó nó sẽ lỗi, nó sẽ hoặc là nó được trả về cái bullet mặc định, hoặc là nó sẽ là hiện ra các ký tự lỗi, ký tự vuông vuông trống mà không có cái gì cả. Thế thì khi mà chúng ta chọn webbing thì nó sẽ lại tiếp tục là gì đấy, webbing hoặc winding, đúng không? Thì nó sẽ có một số các cái tùy chọn như thế này. Sổ danh sách ra, và đây là những cái thứ mà nó cung cấp cho chúng ta. Bạn thích lấy cái nào thì bạn đánh dấu vào đấy, thì nó sẽ đưa cái hình đó ra làm bullet. Đấy. Và đây chúng ta quan sát. Ok nha. Bây giờ trước tiên là chúng ta nên format cho cái thằng này nó bé lại gì đã, to quá đó đấy. Thế và để mà thực hiện thì chúng ta chỉ việc là gì đấy ạ, đây đánh dấu lên xuống tí thì nó sẽ nhận và nó sẽ chèn cái này. Còn lúc nào mà không dùng nữa thì đơn giản là chọn cái khối văn bản đó vào text, vào phần bullet, và chúng ta chỉ cần bỏ cái use bullet đi thì nó sẽ lại vứt cái đó ra. Thế ngoài cái này thì còn vấn đề gì nữa? Ngoài vấn đề này thì chúng ta sẽ còn một thứ là tạo ra những hộp văn bản paragraph theo không theo chuẩn. Đó. Bởi vì những cái hộp này chúng ta thấy nó đều là hình chữ nhật cả thôi. Đấy, to, nhỏ, cao, thấp, béo, gầy khác nhau. Cho nên là nó hơi bị tẻ nhạt một tí. Do đó thì tôi có thể là tạo ra một cái hình bất kỳ bằng cách là chọn những cái chúng ta sẽ chọn những cái hình vẽ này, ví dụ tự tay chúng ta vẽ ra, đúng không, tự tay chúng ta vẽ ra, hoặc là bạn có thể lấy ở trong một số các cái công cụ hỗ trợ, ví dụ như này. Dạ, thầy quay lại cái chỗ dòng ở trang khoảng gì ạ? Dòng là dòng nào? Cái thì vừa chính là cái dòng 1, dòng 2, dòng 3 này. Ừ, mình đúng dòng. Dạ vâng. Đây nhá. Mình đang ở chỗ đánh dấu dòng. Ừ. Bây giờ em muốn là ngoài cái ký tự đặc biệt thì em đánh số 1 2 3 4. À ok, nào, đánh số. Đây nhá. Ví dụ đây. Text này, đúng không? Vào bullet. Này, đánh dấu này. Symbol, đây là dạng là symbol đúng không? Đây. Ví dụ đây này. Biểu tượng này. Touch frame user bullet list. Tức là bây giờ đánh theo kiểu 1 2 3 nữa. 1 2 3 4. Ok ok, chờ tôi một tí. Trước tiên là cứ đánh dấu trước đã này. Text này, bullet này. Đó. Dùng kiểu cơ bản đây. Đó là webbing hoặc winding đi.
chọn kiểu. Ok rồi, để bây giờ chúng ta sẽ xem thử xem là cái cái này nó sẽ làm như thế nào nhé. Format là edit text property thế như vậy về mặt tổng quan thì chúng ta có cái hộp chữ là hộp hộp chữ nhật. Thế bây giờ tôi có thể làm một cái hộp khác thường như thế này đó, ví dụ các bạn lưu ý cái cách mà chúng ta convert một cái hình nào đó sang thành hộp chứa văn bản. Thế đây, tôi đặt trỏ chuột như thế này, nếu mà tôi đặt ở sát lề thì nó sẽ thành ra đường dẫn và chữ nó sẽ chạy xung quanh đó, nhưng tôi lui vào trong một tí này để ý cái sự khác biệt này. Đây là trỏ chuột bình thường đó, đây là trỏ chuột sẽ biến cái hình này thành đường dẫn. Thế còn lui vào trong một tí, khi nào mà các bạn thấy là dấu nháy cộng với lại một cái hộp chữ nhật mà có hai chữ AB viết hoa, kích một cái thì đây nó sẽ biến thành gì đấy, biến thành cái hộp chứa văn bản, và tôi có thể chứa văn bản vào một cái hộp có hình dạng bất kỳ. Đấy, miễn là yêu cầu là gì đây? Khép kín, có diện tích để chứa được. Đấy thì chúng ta có thể là thoải mái. Và cái thằng Corel này nó cũng khác biệt với họ nhà Adobe chẳng hạn. Adobe thì nó chỉ cho phép các bạn làm mỗi thằng làm một nhiệm vụ thôi. Nhưng mà thằng này thì cho phép là làm ôm đồm theo kiểu như thế này. Ở trong thì vẫn có thể làm gì đấy ạ? Làm hộp chứa văn bản. Nhưng ở ngoài thích thì vẫn có thể làm đường dẫn. Đây, thằng này thì 2 trong 1 được. Đấy. Và đây, tôi có thể cho nó chạy theo kiểu như thế này. Một nội dung chữ chạy bò xung quanh, ở bên trong vẫn chứa một cái nội dung gì đó. Thì đây là cái điểm mà rất là mạnh so với lại các cái cách xử lý chữ ở bên họ nhà Adobe. Riêng thằng Corel thì nó linh hoạt hơn rất nhiều. Thế và cuối cùng thì chúng ta sẽ lưu ý đó là cái lệnh đóng gói. Lệnh đóng gói thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được mấy cái vấn đề như thế này. Tôi có thể dùng bất cứ một cái phông chữ nào, nhưng mà khi mà tôi đóng gói tài liệu, thế đây, ví dụ các bạn sẽ thấy này, tôi sẽ sử dụng lệnh trong menu file và tôi chọn cái lệnh là collect to output. Với cái lệnh này thì tôi nhấp chọn đánh dấu next, nó sẽ cho phép chúng ta làm gì đây ạ? Tùy chọn là include PDF, tức là nó sẽ lưu một cái tài liệu dạng PDF, một tài liệu nữa là nguyên gốc của Corel đó. Sau đó next này
nó sẽ thống kê toàn bộ những cái phông nào mà đã được sử dụng, có nghĩa là nó sẽ copy, tự động copy những cái phông đó ở trong phông hệ thống của chúng ta, cái folder phông của hệ thống, và nó sẽ đóng gói kèm theo cái tài liệu khi mà gửi đi. Đây, đây color profile, quản lý màu, bạn thích cái gì thì bạn đánh dấu đó, hoặc không thích thì bỏ đánh dấu, sau đó next, và nó sẽ hỏi đường dẫn là vào đâu. Bình thường thì nó sẽ tự động nó theo một đường dẫn chuẩn như thế này, còn nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta chọn browse và chúng ta cho nó ra một cái chỗ khác đó. Sau đấy nếu mà thích nữa thì đặt thẳng tên lên, ví dụ như là như thế này, next, sau đó thì nó sẽ tạo ra cái tài liệu cho chúng ta, nó thống kê tất cả mọi thứ và nó thông báo đây trong cái thư mục này chứa từng này thứ. Finish, bây giờ chúng ta mở ra chúng ta xem là nó cung cấp cho chúng ta cái gì nhé. Được rồi, đây thư mục demo mở ra này, phông này, tất cả những phông liên quan này đúng không, file PDF này, file Corel này, phông list thì nó sẽ thông báo là trong này gồm có những phông gì, bản thân các phông thì nó nằm đây hết rồi đấy. À, và kể cả kèm theo cái hệ thống quản lý màu đấy. Job info là mô tả về cái tài liệu được đóng gói này. Tuy nhiên tôi cần phải lưu ý với các bạn một tí như sau, đó là nếu mà lựa chọn mà làm việc với file dạng PDF ấy, mà include PDF ấy, thì các bạn lưu ý rằng là những cái tài liệu PDF thì nó chỉ có thể hiển thị ở trong cái trang giấy này thôi nhé. Tài liệu Corel thì bạn vứt ở đâu cũng được, nhưng mà tài liệu PDF thì nó luôn luôn là tuân thủ theo cái kích thước của trang giấy này, kể cả trong trường hợp là cái tài liệu PDF đó được tạo ra từ Corel thì cũng không có nghĩa rằng là mình mở ngược trở lại mà mình có thể thấy được những cái này, chắc chắn là sẽ mất, không thấy bóng luôn ở trong đấy, và mở ngược ở trong Corel cũng không thể nào mà tìm thấy những cái tài liệu, những cái thành phần mà nằm ngoài trang giấy, tự động mất luôn đấy. Corel thì bạn lưu thì nó nằm trong và ngoài thì vẫn có, nhưng mà PDF là thôi chịu, nó hơi nghịch một tí với các chương trình khác. Những chương trình khác có thể nằm ngoài trang giấy, khi mà mở trong PDF không có, nhưng mở ngược lại bằng cái chương trình đã tạo ra thì vẫn có thể nhìn thấy những cái tài liệu mà nằm ở ngoài khuôn khổ, nhưng riêng Corel thì tuyệt đối là sẽ mất luôn. Đấy, cho nên là các bạn rất lưu ý cái việc mà trình bày cái nội dung mà lại xuất nó ra PDF thì phải lưu ý cái phần đó. Thế thì đấy là những cái vấn đề cơ bản nhất mà chúng ta cần phải quan tâm tới cái việc mà làm việc với lại text ở trong Corel.